Em xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà đã quay trở về kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Ngày hôm nay á, là một ngày tuyết đến nữa rồi nè cả nhà. Đó, một bầu trời hơi là bị âm u ha. Bây giờ thì em với Cúc đi chợ. Thì cái tập video ngày hôm nay á, em sẽ chia sẻ là ăn món gì ở Mỹ mà rẻ tiền nhất. Thì hôm nay em sẽ dẫn anh chị đi chợ để xem cái món gì ở chợ gọi là rẻ tiền. Đây là cô Út. Trời tuyết nhưng mà phải dẫn cô Út đi chợ với em, bởi vì nhà không có ai ở nhà hết trơn á. Ok, để em xích beo cho cô Út đã. Trời, cô Út trên xe mà chơi cái máy game lớn quá. Mở nhỏ lại con. Đó, cả nhà ơi, tuyết lại tới nữa rồi. Đằng xe có một cái chiếc xe xúc tuyết rồi, để em cạo cái này coi đó. Tuyết đóng đầy trên xe luôn. Hồi nãy em phải đi ra em cào tuyết xong rồi, em phải để mấy xe cho ấm. Bây giờ em đi ra chạy đi chợ. Cái xe đằng trước là chiếc xe người ta ủi tuyết đó cả nhà. Ở bên ngoài đường cả nhà nhìn thấy là không còn miếng tuyết nào ha. Tại vì khi mà tuyết xuống á, cái đường lớn ở bên ngoài á, luôn luôn được những cái chiếc xe người ta ủi tới ủi lui hoài à. Vì vậy mà cái đường tuyết ở... Sao con? Vậy hả? Không, mẹ không hút kịch được, mẹ phải đang lái xe. Em đi chợ mà phải dẫn Cúc đi theo. Ba Cúc mất đi làm mà không có nhà, rồi em không có để Cúc ở nhà được. Con nít ở đây á, là tuyệt đối không có để ở nhà một mình. Khi nào con bé nó lên trên 14 tuổi á, thì mới được ở nhà một mình. Còn mà 5-6 tuổi mà để cho ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì là cảnh sát bắt đi, bắt hết hai vợ chồng đi vô tù ở luôn á. Nên dù trời mưa trời gió hay gì cũng phải dẫn cô Út đi theo hết á. Ơi sao con vậy hả? Không quất được rồi hả? Không quất được thì tắt đi con, chút nữa về nhà mẹ mở cho. Cái gì mà đi mạnh, mẹ đang lái xe mà đi mạnh gì trời. Nè Út. Út này cả nhà. Út chào ông bà cô chú đi. Nhanh lên. Mùa đông tới rồi em chùm giống như là gì ông ông gì đó. Dạ, yeah, chùm kính mít hết từ đầu tới chân luôn, cò chừa có cái mặt ra. Xe em bây giờ không còn một miếng xăng. Xe mà để hết xăng vào mùa lạnh như thế này rất là nguy hiểm luôn á nha mọi người. Đừng ai giống em nha. Đó, cái chữ bằng, cái số bằng vàng chạy lên rồi đó. Kiểu này á, mà trời lạnh á, là hả lạnh quá là còn có một tí xị xăng ở trong xe hả, là nó đông lại luôn á, là khỏi chạy luôn á. Trời đất ơi, em phải nói là ngày hôm qua là định đổ rồi, nhưng mà tối về thì hơi bị trễ rồi, hơi lười á, không chịu đi đổ xăng á. Ngày hôm nay mà không đổ nữa là chiếc xe một tí nó nằm đường luôn ở nhà. Bây giờ em phải đổ xăng nè. Rồi á, em vừa mới đổ xăng xong rồi á, 38 đô 55 sen. Cả nhà nhìn rồi, ở dưới mấy cái bánh xe nè, xe người ta chạy ra chạy vô quá. Cái kiểu này á, là ở trong đây á, người ta không có xúc tiết cho mình đâu, người ta để như vậy luôn á. Người ta chỉ xúc tiết là cái đường ở bên ngoài thôi, cho nên lúc đi á, nó chèm nhẹp như thế này nè. Nước nó vừa ra nó vừa ướt như thế này nè cả nhà, trơn dữ lắm nha. Mình chạy cái bánh xe là có cái độ trơn dữ lắm, cho nên dễ bị xảy ra tai nạn lắm. Cái tuyết như thế này chạy từ từ thôi, chạy nhanh nhanh là tăng tốc độ là coi như là lên mây ở luôn á, trơn nhớt luôn. Ok, bây giờ em chạy đi chợ Walmart nha cả nhà nha, theo em. Chợ búa hôm nay thì cũng không có người đông người, trời tiết chứ chèm nhem ướt nhem vậy, cái rồi bà con cũng không ai đi chợ. Chứ phần cái giờ này là cái giờ người ta đi làm, hôm nay thứ ba ai cũng đi làm hết. Chợ búa cây xăng này kia vắng que. Trường học hôm nay cũng không đi học luôn cả nhà, cũng trường học được nghỉ hết luôn. Nên Út có nhà hôm nay Út nghỉ.
đi học đâu, em phải đi đâu cũng nào theo. Hôm bữa có một anh hỏi em á, là sao đường ở bên ngoài không có thấy tuyết. Đường ở bên ngoài á, cả nhà là người ta lúc nào người ta cũng cạo tuyết hay gì. Đường ngoài là cái đường mà xe chạy rất là nhiều á, tốc độ xe chạy nhiều mà mạnh hơn những cái đường trong á, cho nên người ta ưu tiên xúc tuyết cho cái đường ngoài rất là nhiều. Rồi bây giờ em vô đường trong mà, cái đường trong tuyết không à. Đó. Trứng à, em đã đi vào qua mạc rồi. Trứng là một cái loại thức ăn mà là rẻ nhất ở bên Mỹ luôn. Trứng ăn là không có cái nào rẻ hơn trứng hết á. Trứng với thịt gà, tại vì trứng là trứng gà nha, không phải trứng vịt đâu nha, trứng vịt rất là mắc nha. Trứng gà thì một thùng như này em mua là 60 trứng nè. Vì thời điểm này là mình ăn trứng để cho rẻ. Trứng gà 60 trứng ở trong qua mạc bán là như là 9 đồng 99 hay sao á. Sao hôm nay em thấy giá là 8 đồng mấy, không biết cái gì đây không biết nữa, nhưng mà bữa em thấy là 10 đồng á. Thì bây giờ em đi mua trứng ở trong qua mạc. Rồi em mua đây cô Út trứng với bánh pancake để chú Út ăn sáng, ăn trứng với bánh pancake đi học. Rồi bây giờ em chạy đi chợ mua thịt gà nữa. Bây giờ kinh tế khó khăn quá, làm ăn cũng khó quá, cho nên em cho ăn thịt gà với trứng gà hết luôn. Đây bán mấy cái đồ thịt xông khói nè. Thịt xông khói này đông trong mấy cái dĩ này, người ta sắt mỏng ra rồi. Cũng mắc lắm á, không có rẻ nha. Mua về á, rồi ăn sáng với bagel này nọ đó. Thường mấy cái này là đồ ăn sáng của những người Mỹ nè. Rồi em thấy hot dog nè, hot dog đây người ta cũng bán hot dog loại rẻ nhất là 1 đồng 12 sen một cây. Chắc em mua cái đó đi, cái đó là rẻ nhất á. Hot dog này nè, cái này là rẻ nhất nè. Cái này ăn cũng ngon nha, lâu lâu cũng ngon, 1 đồng 12 dĩ. Cái này là mà bằng thịt gà, hot dog thịt gà thì dễ ăn hơn ha. Dễ ăn hơn là thịt bò với thịt heo, em mua hot dog đi. Về ăn cơm với hot dog cho rẻ tiền. Bây giờ lượm mấy cái đồ rẻ rẻ đi ăn, chứ giờ mấy cái seafood hải sản này kia mắc lắm, ăn nổi đâu. Lâu lâu thì cũng ăn, nhưng mà ăn hàng ngày thì mình ăn thịt gà cho rẻ tiền. Chừng nào kinh tế lên chút xíu rồi hả, mình hãy ăn đồ sang sang. Giờ mình ăn đồ coi như là nghèo nghèo tí đi nha bà con. Ok, bây giờ thì em mua cái hot dog đã. Út ăn hot dog không? Về nhà mày làm hot dog ăn ha. Hot dog ăn với cơm nhá. Sao vậy? Tao hot dog với cơm ngon mà. Nít bên đây thường nó thích ăn hot dog lắm á. Đi. Muốn gì? Muốn bánh hả? Bánh nó còn đâu ăn đâu. Vậy bánh nó mấy cái à, 2 đô mấy lần á. Ok đi. Em mua cái bịch mất me lò này nè. Bịch mất, 2 bịch mất me lò này 1 đồng 12 sen. Em về em làm cơm ăn. Nhiều lúc ở nhà buồn buồn á, có ăn. Hay đi làm đem theo ăn cũng được. Giờ này mình ở nhà mình làm thì nó rẻ hơn á nha. Em mua 2 bịch cơm này với bơ. Đi qua mua bơ con. Đi, đi qua mua bơ đã. Mua bơ về làm cơm, mọi người ở nhà có ăn. Hả? Đây có hột chi à. Đi, 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 đi. Thôi, không có đi ra đó, đi ra đây để đi về nè. Đây là cái máy robot. Tự hút bụi nè, ở nhà không có cần dùng người ha. Cái máy này tự đi vòng vòng hết cái tiệm luôn, hay chưa? Ở đây là một cái plaza luôn cả nhà. Bên đó là Walmart, ở bên đó đó, Walmart. Xong rồi bây giờ em đi qua đây là chợ supermarket. Cái plaza này rất là lớn nha. Mà ngày hôm nay là một bầu trời tuyết không à. Cái chiếc xe của em á, nó đóng dạng như là đóng băng luôn rồi đó. Mưa nè, vừa mưa mà vừa tuyết lẫn lộn mày. Bây giờ cái đường nó dơ mà nó chèm nhẹp, thấy mà ghê luôn á. Giờ giày dép dơ hết luôn. Anh thấy ghê không cả nhà? Để coi cái đường nè. Hôm nay coi như là nó dơ mà trong cái store nước không luôn nè. Nói chung là nó thấy ghê quá. Nó chèm nhem chèm nhem. Bây giờ em vô đây coi
bà của con chó thích ăn mấy cái bánh, mấy cái bánh donut buổi sáng để uống cà phê nè. À, hôm nay bánh ế còn quá trời luôn. Bà chó thích ăn mấy cái bánh này lắm, em mua đi lấy cái hộp mua cho về cho ba ăn nè. Đi nhanh lên. Nè, 4.99 5 cái. 6 cái chứ, 4.99 6 cái. Vui đi, mẹ mua cái này cho bánh này cho ba nè, ba thích ăn cái Boston cream này lắm nè. Em thích ăn cái đó thôi à. Loại đó thôi nha, em không lấy loại khác. Lấy cái hộp cho mẹ coi. Cái bánh Boston cream này trong có cái kem ngon lắm. Ủa cái hộp đâu rồi ta? Để em đi lấy cái hộp. Ủa thường nó có hộp bên đây mà. Đây nè, hộp bên đây nè. Đây, có cái hộp đây. Đi cái hộp này qua lấy bánh. Không, con phải ăn cho hết. Nãy mua mấy cái muffin, giờ nó ăn cái kem không, không chịu ăn cái trên. Đây này, con mở cái này ra đi, mẹ lấy Boston cream cho ba, mình lấy 6 cái này. Hả? Cái chỗ người ta bán bánh, người ta đã có để một cái hộp nè, hộp để mà mình, đây nè, cái hộp này là để mấy cái giấy giờ mình bóc nè, vệ sinh đàng hoàng nha. Đó, em lấy mấy cái này nè. Ông Đức cũng mê mấy cái này lắm. Em thỉnh thoảng em cũng thích ăn mấy cái này luôn. Đó. 6 cái, 5 đô. Yes, ba thích ăn donuts. Nhìn ngon đó cả nhà ha, ở trên là chót là lịch. Đi vô, nhanh lên. Đi vô chợ. Đi nhanh. Ngày hôm nay hai mẹ con em rong ruổi ở ngoài đường. Ở nhà cũng không biết làm gì, đi tám cái chợ luôn. Đi. Đi nhanh lên, đi vô đây. Vô đây mua bánh mì, về làm bánh mì tôm ăn. Nói chung là ngày hôm nay chỉ có ăn thôi, ăn lùm 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 la. Vô đây đi, mẹ mua cam với mua bánh mì ăn nè. Mua mấy ổ bánh mì này về nướng là bánh mì tôm ăn nè. Mì người ta sắt sẵn nè cả nhà đó. Ta sắt miếng sẵn là mình về mình khỏi phải sắt. Bữa trước em quay cho video cho cả nhà xem cái bữa mà trận tuyết đầu tiên á. Ngay chỗ này á, sạch bánh mì hết luôn nè. Mà ngày hôm nay thì có quá nhiều bánh mì nè. Hôm nay tuyết, hôm nay thì tuyết ít thôi, không có bão như cái lần trước. Cho nên bà con cũng không có phải đi chợ mua đồ dự trữ á. Nên nay nhiều đồ nè. Sao nó? Đi đi đi, cầm đi. Em đi qua chợ Stopping Shop. Trong thành phố của em hôm nay có mấy cái chợ em đi hết luôn. Sao? Muốn bờ luôn hả? Á con mèo kìa. Muốn bà luôn đó hả? Gần sắp tới Valentine rồi cả nhà, cho nên người ta bán mấy cái đồ chuẩn bị cho Valentine rồi đó. Thôi đi đi xuống dưới đây đã. Ơi. Ơi. Trời, thôi đừng có mua nữa, mua mấy cái đó mắc tiền lắm. Không có tiền đâu, tiền mua đồ ăn nữa, tiền đi mua mấy cái đó. Đi. Đi xuống đây coi có bán gà không nè. Ủa, mấy cái củ khoai này kia đang dời đi đâu hết rồi ta? Ơi. Ơi, đi đi. Con quay mặt qua đây coi. Cái cảnh tuyết rơi ở cái chỗ em ở nhìn thấy buồn không cả nhà? Anh chị nghĩ như thế nào thấy cái cảnh này, có muốn qua Mỹ ở không? Cái cảnh buồn tha thiết, buồn da diết, buồn mà nhớ nhà nhớ quê. Coi nè. Trời ơi, xe bây giờ nó đóng. Nó đóng mà thành nè, nó cứng ngắc ở đây luôn nè. Nó lạnh quá. Rồi tuyết nó đổ xuống, cái nó bám vào trong cái thành xe, bây giờ nó cứng ngắc hết luôn rồi. Những cái chợ hôm nay thì phát trên em thấy cũng trống lỏng.
Trời ơi cô Út. Cô Út còn tung tăng nữa. Hôm nay không có chơi tuyết được vì mưa dạng như mưa tuyết xuống là nó tan thành nước, nó chèm bẹp hết trơn hết trọi luôn. Trời ngoài thì âm u mưa đó, mà lạnh quá thì xuống đông thành tuyết. Nước đá hả? Nước đá hả? Không có ăn, dơ. Cái đó chỗ đó nó dơ, không ăn được. Bỏ xuống. Yes, đúng rồi. Bể rồi. Rồi, bây giờ vô xe đi về, nhanh lên, lạnh rồi. Lạnh lắm rồi, đi. Rồi, đi về ăn cơm. Đi 8 cái chợ rồi, bây giờ đi về, nhanh lên. Trời lạnh cúm rúm luôn, như là dưới 0 độ luôn á, lạnh run tật luôn rồi. Bây giờ lái xe đi về thôi. Trong xe một thùng đồ ăn tùm lum tùm la. Ok, rồi đi về đi. Em đi chợ, mới về tới nhà luôn cả nhà. Em mua bánh donut 6 cái trong đây cực kỳ ngon. Đang thèm muốn ăn luôn. Đó. Hấp dẫn chưa cả nhà. Bánh trong có kem nha. Bánh này ngon lắm. Ăn thử miếng nha. Cái bánh này em rất là thích ăn. Ở bên trong có kem rất ngon. Rồi. Ở trên thì người ta để sô-cô-la rất là nhiều luôn. Cả nhà ơi, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Đây. Kem ở trong. Đó. Sướng chưa? Trời lạnh lạnh mà ăn mấy cái này ngon. Ngon lắm. Ăn nửa cái thôi. Ngọt lắm cả nhà. Bánh ngọt ở Mỹ làm cực kỳ ngọt. Ăn nhiêu đây là lúc mà mình thèm ngọt á. Mình ăn nhiêu đây là đủ à. Một cái bánh donut này nè. Nếu như mà anh chị mà đi vào cái chợ đang tìm donut đó, thì người ta bán với một đô rưỡi sao một cái được, cộng với ly cà phê. Cà phê đang kìm donut thì rẻ hơn của Starbucks. Starbucks người ta cũng bán bánh nhưng mà tới 2-3 đô một cái được. Không phải bánh nào, không phải bánh donut thì bánh khác, mà cà phê của Starbucks đó, thì là 5 đô 75 sen cho một ly. Cà phê đang kìm donut thì rẻ hơn chút. Trọng bà cô chú em. Không có mua game được nữa, không có tiền. Tiền đâu đâu mua game rồi. Bây giờ rồi. Nãy vô qua mạp mua bị thất đó. Em chở Út đi chợ mấy tiếng đồng hồ. Vậy đó là Út cho 2 cái luôn. Cái này kem. Kem này để ăn với cái bánh bagel này. Nãy em mua ở trong đó luôn. Bánh bagel này là 6 đô. Mình mua ở chợ về mình mỗi sáng mình ăn sáng á thì rẻ hơn là mỗi sáng mình đi ra tiệm mình mua. Bây giờ mình làm lương á rất là ít. Mà ngày nào mình cũng đi ra chợ, mình đi ra tiệm cửa hàng mình mua cà phê với bánh mình ăn buổi sáng á thì làm không đủ để ăn sáng nữa, đừng nói ăn trưa ăn chiều. Ăn sáng với đổ xăng thôi. Bây giờ á cái mức lương ở bên em á hiện tại là 16 đô, 15 đô mấy chục sen một giờ rồi đó cả nhà. Cái gì vậy? Em có mua bánh donut kìa. Em mới vừa đi lấy cái này để nói chuyện cho nó dễ nghe. Em mua nguyên một thùng trứng. Đây. Trời ơi, trứng ở trong thùng bị bể rồi. Trời ơi, bể hết mấy cái rồi. Cái này đem chiên lên ăn luôn. Trời, bể hết mấy cái trứng luôn. 4 cái trứng bể tà lai hết trơn luôn. Đó.
mua nguyên một thùng trứng như vậy á, thì sẽ rẻ hơn là mình mua từng dĩ nhỏ. Bể 4-5 cái luôn, cái dĩ này cũng bị bể nữa. Đó, bây giờ đi luộc trứng. Luộc trứng lên xong rồi luộc bắp cải ăn cơm. Một cái bắp cải bự thiệt là bự. Cái bắp cải này hồi nãy mua là 6 đô 99 cent một pound, mà cái bắp này như là 6 pound. Bắp này 3 kg luôn, 3 kg mấy. Rồi 6 đô mấy đó, đâu khoảng 150 ngàn tiền Việt Nam cho một cái bắp cải này ha. Rất là đắt ha. Rau nó còn mắc hơn trứng nữa. Rồi mua bánh cho cô ăn sáng. Đây, trái thơm thiệt là ngon. Trái thơm này bán 1 đô 69 cent. Bánh, bánh mì, cam, cà chua, celery. Đó, mình đi chợ mua cho đóng đồ vậy chứ ăn tuần là hết à. Ok, bây giờ thì đi luộc trứng.